Thưa quý vị, trong ngày khai trương thì sẽ có 3 doanh nghiệp đầu tiên đưa lên hệ thống giao dịch trái phiếu riêng lẻ với 19 mã, và trong 3 tháng tới thì toàn bộ 1.200 mã trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ. Từ khi mà Nghị định 153 về chào bán trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ có hiệu lực thì cũng sẽ phải đưa lên để giao dịch. Và như vậy là từ ngày hôm nay thì các nhà đầu tư có thể thực hiện mua bán trái phiếu trên sàn gần như là với cổ phiếu thông thường nhưng mà theo phương thức thỏa thuận. Và điểm khác biệt đó là cơ chế thanh toán là T+0, tức là tiền hay là trái phiếu thì sẽ về tài khoản của nhà đầu tư ngay lập tức. Từ một sản phẩm có lợi suất cố định thường được nhà đầu tư nắm giữ đến hết kỳ hạn thì nay trái phiếu riêng lẻ có thể được giao dịch thường xuyên và góp phần làm gia tăng thanh khoản cho thị trường trái phiếu. Chúng tôi đã có kế hoạch là đưa toàn bộ cái hệ thống, toàn bộ cái trái phiếu riêng lẻ mà đang lưu ký tại SSI lên lưu ký tập trung tại VSD và sẽ thực hiện giao dịch trên cái hệ thống giao dịch trái phiếu mới này, thì rất là khẩn trương. Khi mà doanh nghiệp có cái hệ thống này thì doanh nghiệp có thể huy động được nhiều hơn, nhanh hơn tới các nhà đầu tư. Cái khối lượng giao dịch đợt này thì cái lô trái phiếu của Tracody đưa lên đợt này chỉ khoảng 300 tỷ. Thực hiện theo cái quy định tại Nghị định 665, cái mục đích là làm cho tăng cường cái độ công khai, minh bạch cho hoạt động của cái thị trường này. Để làm sao là các nhà, những người mua và người bán đều biết cái thông tin về cái doanh nghiệp đó. Và thực ra, và ngoài ra cái việc mà thanh toán bù trừ giữa các người mua người bán cũng được đảm, nó mang tính là nó đảm bảo hơn. Ủy ban chứng khoán nhà nước cũng nhấn mạnh, hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ này chỉ áp dụng cho các nhà đầu tư chuyên nghiệp. Với hình thức giao dịch thứ cấp thì trách nhiệm hoàn trả gốc và lãi trái phiếu vẫn là của tổ chức phát hành. Tuy nhiên, thông tin được minh bạch hơn sẽ là cơ sở cho nhà đầu tư trong việc ra quyết định và chịu trách nhiệm về khoản đầu tư của mình. Đặc biệt, việc kê khai và giao dịch tập trung này sẽ góp phần xác định và quản lý tốt hơn thông tin trái chủ, góp phần nhằm đảm bảo quyền lợi nhà đầu tư một cách nhanh chóng và rõ ràng.